Chào các bạn, tôi là bác sĩ Cao Xuân Ngọc. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái trường hợp mà chúng ta rất hay gặp mà nhiều người không biết cách để chúng ta xử lý. Đây là một cái tình trạng nó sẽ bao gồm cả nám và cả những cái vết thâm sau mụn. Có rất nhiều những cái mụn li ti trên bề mặt và kết hợp những cái nám ở trên bề mặt này. Nên là đối với những trường hợp như thế này thì sau khi điều trị xong, cái việc mụn nó tạo ra những cái vết thâm mới. Nên chúng ta thấy là cái việc nó cứ bị đi bị lại rất là nhiều. Và khi mà lần đầu tiên thì tôi sẽ điều trị bằng cách là tôi sẽ dùng test phác đồ. Tôi sẽ có hai phác đồ để điều trị đối với trường hợp này. Thứ nhất là tôi dùng một cái phác đồ chậm, tức là bắn ở cái ngưỡng toning để bắn hàng theo kiểu hàng tuần. Thì lúc đấy thì cái việc mà nó mờ đi nó sẽ chậm hơn, tuy nhiên nó sẽ an toàn. Và cái phác đồ thứ hai là tôi dùng cái bước sóng 532 để lấy đi những cái sắc tố ở trên thượng bì làm sao cho nó nhanh. Và tôi làm ở hai bên, tôi sẽ tác động toàn bộ mặt ở cái chế độ toning và ở một góc tôi sẽ bắn ở cái chế độ là chế độ 532 để lấy đi những sắc tố ở ngay trên bề mặt. Và sau cái buổi đầu tiên khi mà chúng ta sẽ phải test như thế, bởi vì nếu như chúng ta bắn 532 mà nó có hiệu quả, chúng ta có thể nhân lên toàn bộ mặt để chúng ta bắn một lần để cho nó hiệu quả cao luôn. Có những trường hợp tôi bắn sau một lần nó có thể đạt được hiệu quả lên đến 60-70%. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà bị tăng sắc tố, bị kích ứng da thì chúng ta không nên dùng phác đồ đấy. Và đối với trường hợp này, đây chính là một cái trường hợp mà da này rất nhạy cảm đối với ánh nắng. Đây là những cái nốt mà lần trước chúng tôi bắn bằng cái bước sóng 532 để test phác đồ, thì sau khi bắn xong bong ra cái thì da cực kỳ sáng, tuy nhiên lần này thì nó lại thâm hơn rất nhiều. Như thế thì đối với cái phác đồ bắn bằng 532 thì nó sẽ không còn hiệu quả đối với tình trạng khách hàng này, mà chúng ta phải chuyển sang cái phác đồ khác. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chuyển sang một cái phác đồ phối hợp giữa dùng laser ND jack bắn toning để lấy đi những cái sắc tố ngay trên bề mặt, bắn toàn bộ khuôn mặt. Cái thứ hai nữa, chúng tôi sẽ kết hợp một cái phương pháp nữa là lăng kim để bôi những cái sản phẩm ức chế sắc tố để làm sao cho nó không sinh ra nữa. Tức là tôi sẽ phối hợp giữa cái việc mà lấy đi những cái sắc tố ngay trên bề mặt kết hợp với chúng tôi dùng những cái sản phẩm để ức chế ở bên dưới không cho nó sinh ra. Như thế thì cái hiệu quả của nó sẽ đạt được nhanh hơn. Một trong những cái vấn đề mà mọi người sẽ không để ý khi mà điều trị đối với tình trạng này, bởi vì có rất nhiều cái vết thâm do mụn, nên là ngay tại thời điểm này trên cái khuôn mặt này cũng có rất nhiều những cái tình trạng mụn mà chúng ta không để ý. Chẳng hạn như tôi sẽ thấy ở đây có những cái mụn li ti, mụn viêm rất nhỏ. Chúng ta không để ý cái mụn này mà chúng ta lăn kim đi qua những cái mụn này, nó sẽ dẫn đến cái việc là đưa vi khuẩn từ nơi này sang nơi khác, nó làm cho lây lan mụn lên toàn bộ mặt, và chính vì thế lần sau nó còn thâm hơn rất nhiều. Nên là cái đầu tiên tôi sẽ dùng bắn ở cái bước sóng 1064 để chúng tôi toning trẻ hóa da toàn bộ. Sau đó thì tôi sẽ dùng lăn kim. Tuy nhiên trước khi lăn kim, chúng ta sẽ phải dự phòng cái việc mà lây nhiễm ở những cái mụn này bằng cách tôi sẽ dùng một số những cái sản phẩm kháng sinh để chúng tôi bôi phủ lên, và trong quá trình lăn thì tôi sẽ tránh ở những cái vùng đấy ra. Thì như thế thì nó sẽ hạn chế cái việc mà bị lây lan mụn ra toàn bộ khuôn mặt. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ dùng cái chế độ toning trước. Ok, khi mà chúng ta ok cái mức năng lượng này rồi thì chúng bạn ra mới bắn trực tiếp trên mặt của khách hàng. Nhiều trường hợp mà chúng ta không test trên tay mà chúng ta bắn trực tiếp lên mặt khách luôn, mà năng lượng của nó không ổn định có thể gây nên tổn thương ở trên bề mặt của khách. Những cái tình trạng nám như thế này thì chúng ta có thể bắn random toàn bộ mặt. Bởi vì nhiều người đặt câu hỏi là nếu như mà chúng ta không bắn vào những cái nốt đấy mà bắn ra vùng da lành thì nó sẽ có vấn đề gì ra. Tuy nhiên thì cái nguyên lý hoạt động của laser này là nó bắt màu, nên là khi mà chúng ta bắn, mặc dù chúng ta bắn trên toàn bộ khuôn mặt nhưng chỉ có chỗ nào có màu thâm, chỗ nào có nám, có tàn nhang thì lúc đấy nó mới bắt màu, còn những vùng da lành thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nên chúng ta cứ bắn theo cái chế độ random, tức là chúng ta bắn toàn bộ ở cùng khuôn mặt này. Một trong những cái dấu hiệu để chúng ta biết là cái năng lượng này nó đã đủ hay chưa là khi mà chúng ta bắn thì những cái sợi lông ở trên bề mặt nó bị bạc trắng lên. Và như thế là đã ok. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục một cái phác đồ nữa, là chúng tôi sẽ dùng cái kim lăn để đưa cái sản phẩm ức chế sắc tố xuống bên dưới để làm sao nó không sinh cái sắc tố đấy ra nữa. Bởi vì đây là một cái tình trạng mà nó khá nhạy cảm, tức là bất kể một cái tổn thương gì nó cũng để lại cái vết thâm, nên là chúng ta phải hạn chế cái việc thâm bằng cách là chúng ta dùng cái sản phẩm để ức chế ngay ở bên dưới. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng tôi lăn kim để mà ức chế sản phẩm thì tôi sẽ phải bôi một chút kháng sinh lên trên những cái mụn trước, tránh trường hợp mà khi mà cái kim nó đi vào những cái mụn này nó có thể lây sang toàn bộ vùng của khuôn mặt. Chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái mụn li ti ngay trên bề mặt. Và nếu như chúng ta không biết được cái điều này, nó sẽ làm cho lây lan sang toàn bộ cái vùng mặt này.
Đúng rồi, ủ tập trung vào chỗ nám thôi. Mục đích của cái lăn này là làm sao cho nó đưa cái sản phẩm vào, nên chúng ta không cần thiết phải lăn để cho nó rớm máu, chỉ cần lăn cho nó đạt được cái ửng hồng là được. Vùng này nó có một số vị trí nó có cái mụn, nên là chúng ta nên hạn chế cái kim nó vào cái mụn đấy. Mặc dù chúng ta đã bôi dự phòng rồi nhưng là vẫn nên hạn chế. Trong quá trình lăn thì chúng ta không nhất thiết là phải lăn ngang hay là nhân lăn dọc như thế nào. Quan trọng là lăn xong cái điểm cuối lâm sàng nó phải đạt được cái ngưỡng ửng đỏ như thế này là ok. Ở đây nó có hai cái mụn nên là tôi phải tránh ở cái vùng đấy ra.